rồi, gia đình của tôi gần như là bị tấn công đủ phía hết, nhất là đứa con gái của tôi bây giờ hiện nay là nó bỏ học rồi. Nó bỏ học và nó bị trầm cảm và nó đóng cửa trong phòng. Đó là một trong những cái điều mà tôi đau lòng nhất, khi mà con gái của tôi nó cảm thấy nó bị tổn thương. Cháu có 15 tuổi vừa lợi sắp lớn mà cũng chưa lớn, mà nói chung là cái giai đoạn này đối với cháu là một sự rất là khó khăn. Cho nên trong cái cuộc chiến nào cũng có thương tích với quý vị. Tôi từ nạn nhân này đi đến nạn nhân kia, và rồi bây giờ trước mắt là đứa con gái của tôi là nó bị tổn thương. Đó là cái điều mà tôi khiến cho tôi là đau lòng nhất. Và nó trách móc tôi rất là nhiều, thậm chí là nó khóa cửa phòng, nó không tiếp xúc với tôi. Nó cảm giác là mẹ không phải là người tốt, hay là mẹ tại sao mẹ để cho người ta tấn công mẹ, tại sao người ta có thể nói những cái lời. Nói chung là hôm qua một cái cuộc chia sẻ như thế này thì tôi sẽ trở lại, bởi vì cũng không ai cấm tôi lên công chúng. Tôi sẽ trở lại chia sẻ với quý vị về cuộc sống, về hạnh phúc gia đình, cũng như những talk show mà tôi đã từng làm trước đây, để mong mang đến một cái sự vui vẻ, một hạnh phúc, một cái bình an đến tất cả cộng đồng quý vị trong và ngoài nước. Cái cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Cái cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Cái cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại. Và mọi thứ là hãy để cho pháp luật giải quyết. Và tôi tin là pháp luật là một trong những cái chúng ta cần phải thượng tôn và tuân thủ theo pháp luật. Thì có chuyện đi đến đây thì cũng đã tốt đẹp rồi. Thì phải nói là Phương Hằng tôi rất là cảm động khi cái sự kiện vừa qua đã khiến cho rất là nhiều người lo lắng cho tôi, rồi hoang mang, rồi không biết như thế nào. Nhưng mà đó là số phận, đã là sứ mạng, đã là một cuộc chiến mà giữa cái thiện và cái ác. Và tôi đã làm tất cả những gì có thể, kể cả tôi đã trải qua, tôi nó bị tổn thương, tôi cũng không có ân hận. Tôi sẽ cố gắng làm một người mẹ tốt nhất có thể để bảo vệ các con mình. Và thông qua cái buổi chia sẻ này của anh Dũng thì tôi cũng đã lấn sân ảnh, vì tôi biết rằng là quý vị rất là mong chờ, rất là muốn nhìn thấy tôi. Thì tôi rất cảm ơn quý vị. Và tiếp tục thì cứ để cho anh Dũng anh chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà anh đã trải qua, và anh đã gần như là dự đoán rất là đúng. Sẽ chia sẻ với quý vị vào mỗi buổi tối lúc khoảng 7 giờ cho đến 8 giờ, chủ đề là chủ yếu là cuộc sống, là hạnh phúc, là những cái gì tôi trải nghiệm qua, để tránh những cái người, những cái sự việc vừa qua thì nó cũng không hay. Cho nên quý vị nào yêu mến tôi thì tôi rất cảm ơn, rất chân thành, rất ghi nhận. Và chúng tôi luôn luôn là những người sống vì mọi người. Xin cảm ơn và chào tất cả quý vị.